Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 3 của tác phẩm truyện Phóng tác của tác giả Hoàng Hải Thủy, Người vợ ngoại tình. Mỗi cuối tuần vào tối thứ bảy, vợ chồng ông Bô sang chơi nhà cả bài. Đó là buổi mà vợ chồng cả bài dành riêng để tiếp khách. Nhưng vì tính nết gàn bướng, thích hơn người, hay vẽ chuyện đồn bậy và hay chỉ trích tôn giáo của cả bài, nên dân trong quận Bình Đô cũng chẳng còn ai mấy thích lui tới trò chuyện với vợ chồng lão. Trong những buổi tối thứ bảy này, thầy ký lợi thế nào cũng có mặt ở nhà. Khi nghe tiếng chuông cửa vừa gõ khi mở cửa, chàng đã vội chạy ra đón. Chàng đỡ lấy chiếc khăn san hoặc chiếc áo choàng của nàng treo lên mắt, hay xếp lại cho ngay ngắn, đôi giày đi tuyết của nàng bên góc cửa trong những đêm nào có tuyết phủ ngoài đường. Họ ngồi vây quanh trước bàn tròn dưới ngọn đèn măng sông, ba giây dọn sáng, uống trà, nói chuyện và hút thuốc. Sau đó bố bà cả bài giờ bàn cờ ra đánh. Bà bô ngồi nói chuyện chợ búa hoặc theo thùa với bà cả bài. Rồi lũ trẻ con ngủ gà ngủ gật trên ghế. Bà cả bài phải đưa chúng đi ngủ, rồi bà cũng nằm ngủ luôn, không ra tiếp chuyện khách nữa. Ánh và lợi qua ngồi trước bàn con bên cạnh. Nàng thường đem theo mấy cuốn tuần báo về y phục và các kiểu tóc từ ba lê gửi đến. Họ dở ra coi, lật nhẹ từng trang và phê bình từng kiểu một rồi họ trò chuyện đến những sự việc đang xảy ra ở ba lê những cuốn tiểu thuyết mới xuất bản những tuồng hát đang được trình diễn đôi khi ánh ngỏ ý muốn được nghe ngâm thơ lần nào lợi cũng có sẵn một tập thơ để gần đấy chàng dở vội ra khẽ đọc cho nàng nghe những bài thơ tình tiếng nói cười ha hả của ông cả bài vẫn làm cho chàng khó chịu nhất là những lúc chàng đang đọc đến đoạn mùi mẫn ông cả bài rất cao cờ ván nào bô cũng thua sau bà ván hai người chán cờ xoay ra nằm dài trên hai chiếc ghế bên lò sưởi rồi chẳng mấy chốc mà cả hai cùng ngáy khò khò ngọn lửa tàn dần trong lò bình trà cạn tới đáy gió thổi vù vù bên ngoài giọng thơ của lợi trở nên trầm trầm tình tứ hơn lãng mạn hơn ánh ngồi im nghe tay nàng vẫn đan một chiếc áo len thỉnh thoảng ngừng lại vặn nhẹ ngọn đèn dầu tây để trên bàn lên một chút chụp ngọn đèn bằng vài dầu có vẽ những chàng kỵ sĩ và những nàng vũ nữ bỗng lợi dừng lại chàng chỉ tay cho nàng coi đám cử tọa đang say ngủ họ khẽ cười với nhau giọng nói của họ nhỏ lại cả hai cùng có cảm giác thân mật gần gũi nhau hơn vì không còn ai nhòm ngó nữa giữa hai người đã có một mối dây liên lạc mật thiết qua các quyền tiểu thuyết và các bản nhạc vì không có tính ghen tuông nên bồ cũng chẳng có gì lạ lạ trong việc ấy cả theo đúng như lối tiêu khiển của những người quý phái đang được thịnh hành tại ba lê chàng bà đang rủ nhau đi chơi hoa họ đặt đóng những giá để chậu hoa bằng cây treo trước cửa sổ mỗi buổi sáng họ đều trông thấy nhau tưới hoa một buổi tối thứ bảy kia ánh giả vờ chóng mặt nhức đầu nàng không sang chơi nhà cả bài như mọi khi nằm một mình trong giường nàng tưởng tượng ra sự thất vọng của lợi khi không thấy nàng sang nàng nhớ lại nét mặt đáng yêu và giọng nói đầm ấm tình tứ của chàng nàng ghi chặt chiếc gối mà lòng tự hỏi chàng có biết yêu là gì không chàng yêu ai ô chàng yêu ta chứ còn yêu ai nữa trái tim nàng chăn hòa những tình cảm yêu đương những tia lửa hồng trong lò sưởi lách tách giao vui ánh nằm ngà người trên giường nhắm mắt lại mơ màng khi chồng về nhà và đang sửa soạn lịch kịch đi ngủ nàng giả vờ tình giấc kêu nhức đầu rồi qua hỏi xem hồi tối bên ông cả bài có chuyện gì lạ không bồ đáp chẳng có gì thầy ký lợi tối nay không tới đâu cả nàng phải nằm xoay mặt vào tường để giấu một nụ cười sung sướng vừa nở trên môi rồi nàng ngủ thiếp đi hồn tràn đầy một niềm hoan lạc mới Chiều hôm sau, trong lúc bố đi thăm bệnh vắng, ông Tấn Phát, nhà bán tạp hóa và các xa xỉ phẩm trong quận đến thăm bánh. Tấn Phát thuộc vào loại lái buôn nhiều thủ đoạn, lúc nào cũng mềm dẻo, nhũn nhặn, khéo nịnh bợ. Bộ mặt của lão dài như mặt ngựa, lúc nào cũng tái nhợt, nghĩa là một bộ mặt hỉ nộ bất xuất, giận hay mừng cũng chỉ lạnh nhạt như nhau thôi. Lão bà nói ngọt như miếng lùi, cái lưng dài lúc nào cũng gù gù khúm núm y như một kẻ đang xin sỏ hay mời ai vậy. Sau khi treo lên mắt cái mũ dạ có băng đen, Tấn Phát trịnh trọng đặt một chiếc hộp cắt tông lên bàn, rồi bắt đầu than thở rằng không được bà Bô thèm đói hoài lui tới cửa hàng của lão. Lão cũng dự biết là một cửa tiệm soàng xính như tiệm lão không đáng để cho một bà lịch sự như bà Bô để mắt đến. Nhưng nếu bà Bô muốn có được coi bất cứ thứ gì đặc biệt hiếm có, xin bà cứ bảo lão một tiếng, tuần nào lão cũng ra tỉnh cất hàng. Chiều nay vì bà Bô không thèm tới hiệu, lão phải thân hành đem vài món quà lạ tới để bà Bô xem trước tiên. Lão mở chiếc hộp giấy ra nửa tá khăn gen, ánh coi qua rồi lắc đầu. Cảm ơn ông, tôi không cần gì hết. Tất phát lấy thêm ra ba chiếc khăn san màu hàng, nhập càng hai đôi dép dâm, vài cái lược đôi môi khảm xà cừ chạm trổ bằng tay thật khéo. Lão bày ra tất cả những phẩm vật ấy lên bàn, miệng lão há hốc ra, với một vẻ bần tiện hiện ra trước mặt. Thỉnh thoảng lão lại lấy tay phẩy lên mặt hàng như phùi bụi, ánh chỉ chỗ khăn gen. Bao nhiêu một chiếc? Ô, thương rẻ mặt. Xin bà cứ việc lấy dùng, tiền bạc lúc nào bà cho xin cũng được. Ánh tỏ vẻ lưỡng lự hồi lâu, rồi sau cùng, nàng lắc đầu, cảm ơn nhà bán tạp hóa. Tấn phát chậm rãi xếp các món đồ vào hộp, và tươi cười từ biệt. Thưa bà, thế nào cũng có ngày bà tới bản hiệu. Với bà, khó thế nào tôi cũng chịu được. Chỉ có bà nhà tôi là tôi chịu không nổi bà tôi. Chiều hôm ấy, ông bố đi thăm bệnh xa, bà bố ở nhà một mình. Trong bóng chiều tĩnh mịch bỗng có tiếng chân người lên cầu thang. Con nhài vào thưa với bà có thể ký lợi đến thăm. Ánh vội rời trước ghế bành bên cửa sổ, đến đứng bên cái tủ giữa phòng. Khi lợi vào nhà, nàng có vẻ đang bận rộn thu dọn nhà cửa. Câu chuyện giữa chàng và nàng có thể nhạt nhẽo. Chàng ngượng nghịu ngồi nhìn nàng đan áo. Bối rối không biết nên gọi chuyện gì ra nói cho phải phép sau cùng chàng báo cho nàng biết là đến tuần sau chàng có việc phải đi tỉnh Rowan. hạn mua năm tờ văn nghệ tiểu thuyết đã hết bà có cần tôi đến đóng thêm tiền mua không ạ thôi khỏi phiền ông nàng lạnh đùng đáp tại tại sao vậy tại vì hồi này tôi bận quá nhà cửa bề bộn bao nhiêu chuyện phải làm thì giờ đâu mà đọc tiểu thuyết nàng nhìn đồng hồ luôn bố về muộn nàng làm ra vẻ lo lắng hai ba lần nàng nhắc đi nhắc lại nhà tôi thật là vất vả vì nợ vì vợ vì con Vậy bà chẳng bao giờ ông than vãn nửa lời. Muốn tránh nhắc đến ông Đốc Bô, thầy ký lợi nói làng sang chuyện bà cả bài. Bà này với những chuyện bê bối vì cách phục sức, về lời ăn, tiếng nói, vẫn là một đề tài làm cho bà bu cười vui. Nhưng lần này, nàng chỉ nhếch mép. Trang điểm bà làm chi ạ? À? Người đàn bà trước hết phải đóng lắng cửa nhà, phải hy sinh cho chồng con. Thế rồi, những ngày sau đó, người ta thấy tính nét ánh gần như đổi khác hẳn, nàng tỏ ra lo lắng chăm nom đến cửa nhà chăm sóc đến chồng và con gái đứa bé được đem về nhà mỗi buổi chiều về nhà ông đốc bô thấy đôi giày vải của mình được để sẵn bên lò sưởi cho ấm quần áo của ông được ủi trải đàng hoàng ông muốn gì vợ ông cũng làm vừa ý hết và trong những buổi tối mùa đông khi bên ngoài có tiếng gió reo xào sạc trong các phố vắng thầy ký lợi thấy bà bô dịu dàng ngồi bên chồng bên lò lửa hồng trong lòng bà là một chiếc áo len đan dở Thỉnh thoảng thầy lại còn thấy đôi mắt đẹp của bà chiều mến nhìn chồng nhìn con. Thầy chán quá, thầy thấy rõ là thầy không có một chút hy vọng, còn người ấy tiết hạnh và đoan trang biết là chừng nào. Vào một buổi chiều, trong lúc đang ngồi buồn bên cửa sổ, ánh bỗng nghe ngân vang tiếng chuông nhà thờ đổ hồi trên mái phố. Trời đang vào đầu tháng tư, khi những nụ hoa hồng dại đã nhú nở bên đường, những làn gió ấm đưa hương đồng nồi từ những lưỡng cầy mới xới ngoài kia vào trong thành phố và những vườn cây cũng giống như những người đàn bà đẹp đang đuôi nhau làm đẹp để chờ đón hè về. Tâm hồn ánh rung động theo những tiếng chuông im ngân, những kỷ niệm cũ của tuổi thơ ngây, của những ngày sống trong trường nhà trắng, âm thầm theo nhau trỗi dậy trong lòng nàng. Nàng nhờ ánh sáng lung linh của những cây bạch lạp, những bình hoa trắng mút đặt trước bàn thờ và những khung cửa sổ ca vút trên tường đầy màu sắc. Nàng muốn được sống lại những giây phút đêm đêm ngày xưa, khi giữa những dì phước nón trắng áo đen, nàng quy gối trên giá gỗ những sáng chủ nhật trong nhà thờ khi nhấc mắt nhìn lên nàng thấy khuôn mặt hiền từ của nữ thánh đồng trinh hiện sáng sau làn hương trầm huyền ảo thế rồi một sự xúc động mạnh mẽ đến xâm chiếm lấy tâm hồn nàng làm cho nàng bồi hồi nàng cảm thấy hồn nàng mềm và nhẹ như một sợi tơ đang quay cuồng trong cơn bão tố như một kẻ mất hồn nàng lững thững đi về phía nhà thờ nàng cần có một niềm tin tưởng vô biên để che lấp những nỗi trống rỗng vô biên trong lòng nàng bọn trẻ con đã tụ tập trước hiên nhà thờ hồi chuông vừa đồ báo hiệu cho chúng biết giờ học kinh thánh đã đến chúng chạy nhảy nô đùa đuổi bắt nhau trên mức tường đá tiếng chuông im dần rồi tất hẳn bầy chim én tíu tít quanh nóc nhà thờ đã trở về tổ của chúng trong gác chuông cao trong nhà thờ một ngọn đèn nhỏ như một hạt lửa rung rinh sáng ánh thắng vàng sậm chiếu qua cửa sổ và nhà thờ càng làm cho bóng tối thêm dày đặc ánh hỏi một đứa bé đứng gần nàng cha cả đâu em ông sắp tới đó Vừa lúc đó Linh Mục bình từ một cánh cửa ngách bước ra, bọn trẻ bỏ chạy tán loạn vào nhà thờ, Linh Mục nhìn theo chúng lắc đầu. Bọn mất dạy này lúc nào cũng phá phách được. Rồi cha cúi xuống nhận một cuốn sách rơi trên nền đá. Bọn chúng chẳng biết kính trọng gì hết. Và khi trông thấy bà bô đứng đấy, cha vội bỏ cuốn sách vào túi. Xin lỗi bà, có chuyện chi đấy ạ? À? Tôi không trông thấy bà. Hồi này bà có được mạnh không ạ? À? Thưa cha, con không. Ánh ngần ngờ, Nàng chưa biết dùng lời lẽ gì để diễn tả tâm trạng, cha Bình đã nói tiếp. Thưa vâng, tôi cũng vậy. Hồi này tôi cũng không lấy gì làm khỏe lắm. Đầu mùa hè này khí hậu thay đổi, bao giờ cũng thế. Có phải không ạ? Nhưng thưa bà, như Thánh Pôn đã nói, chúng ta được sinh ra để mà chịu đau khổ. Thế nhưng còn ông đốc bộ. Thưa cha, nhà con mà biết gì? Nghe anh nói một cách khinh bỉ như thế, cha Bình trận tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, ông không có cho bà dùng thuốc gì hết sao? Từ cha đâu có phải là những phương thuốc đời này chữa cho con khỏi được. Nàng muốn nói đến những phương thuốc tinh thần, nhưng cha Bình không nghe rõ nàng nói gì. Cha vốn ngãy ngãng và đang mài để ý nhìn xem bọn trẻ con đang làm gì trong nhà thờ, rồi cha quay lại. Thưa bà, còn đông đốc, cha cần vẫn mạnh và nhiều công việc như thường đấy chưa ạ? Cha cờ quần này chỉ có tôi với ông là hai người bận việc nhiều nhất. Ông là thầy thuốc lo về thể xác, tôi là thầy thuốc lo về tinh thần. Khi ánh về đến nhà, bóng chiều đã xuống đầy trên mảnh vườn nhỏ nàng mệt mỏi lên cầu thang như một nàng công chúa bước lên đoạn đầu đài nàng ngồi ủ rũ bên cửa sổ bước màn the theo gió nhẹ bay một đống cho tàn lụi trong lò sưởi nguội chiếc đồng hồ quả lắc buông những tiếng tích tắc đều đều một sự im lặng vô biên đè nặng lên cảnh vật ánh cảm thấy rõ ràng sự im lặng ấy và nàng hơi ngạc nhiên khi so sánh sự tĩnh mịch của sự vật bên ngoài với những nỗi bấn loạn trong tâm hồn nàng bé quỳnh đang bỏ chơi trong phòng lê la tới biếu lấy chân nàng ánh xô con ra buông ra nào con bé ngã ngửa ra đằng sau đầu đập vào chân bàn nghe tiếng con khóc thét lên ánh mới tình cơn mê mộng nàng vội choàng dậy ôm con vào lòng tối hôm ấy khi chồng về đến nơi ánh lo no lắng báo tin khổ quá con nó bị té đập đầu vào chân bàn em đã sao dầu nóng cho con rồi mình thử lên coi con có làm sao không ăn tối xong ánh lên ngay trên lầu ngồi ôm con du ngủ như một người mẹ hiền nhất đời nhưng nhìn đứa bé bụ bẫm nằm trong mền thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng nhẹ ánh bỗng thấy khuôn mặt của nó phì phì như mặt bô, và mắt nó ti hí môi nó thì dày năng lầm bầm kỳ quá sao mà nó xấu quá trời như vậy trong lúc đó ông đức bô qua nhà cả bài chơi mà dầu chàng không tỏ vẻ gì là xúc động lắm vì cái tai nạn vừa qua của con bé quỳnh nhưng lão cả bài cũng tự trao cho mình cái bổn phận phải làm cho chàng đỡ lo phải lấy lại tinh thần cho chàng lão quay ra bàn về những tai nạn đe dọa bọn trẻ con những cái vô ý những cái đoàn của bọn người làm và những phương pháp thần hiệu để đề phòng nào phải ai đâu xa lạ chính bà cả bài vợ lão cũng là một nạn nhân của bọn người làm vô ý vô tư ấy ngày xưa lúc còn nhỏ có lần bà bị chị vú để bò chơi lê la bên chỗ ủi đồ làm bà đặt đít ngồi phải cái bàn ủi nóng để đến tận bây giờ cái chỗ ấy nó còn cái vết sau khi hoàn toàn thất vọng vì thái độ đoan chính đến gần như cao kỳ của bà vô và nhất là sau khi đã ôm đồm quá nhiều hy vọng thầy ký lợi cảm thấy rằng thầy không còn có thể sống một cách âm thầm lặng lẽ ở bình đô như trước đường nữa thầy bắt đầu mơ đến những đêm hoan lạc rộn rã tiếng cười tiếng nhạc trong những dạo hội trá hình của ba lê kinh thành ánh sáng với những màu sắc huy hoàng quay cuồng trong hóc thầy với hình ảnh những người con gái đẹp nghĩ rằng trước sau mình cũng phải về ba lê để tiếp tục học cho hết ngành luật thầy liền viết thư xin phép ba mẹ cho rời bình đô ngay từ bây giờ lời đề nghị ấy được chấp thuận liền cả ông văn kình cũng tán thành ý kiến của lợi suốt cả mùa đông năm ấy lợi chuẩn bị một cuộc di chuyển về ba đê một cách lừng khừng Đến lúc đó thầy mới thấy tiếc hận vì phải đi xa bà bô. Nhưng rồi cũng đến ngày lợi phải lên đường. Trước phút chia ly, bà cả bài khóc như mưa như gió, thằng chút cũng sụt sùi, còn ông cả bài muốn tỏ ra mình là người hùng đã cố nén cảm động để xách chiếc cặp da của lợi tiến tràng ra tận bến xe. Trong khi chờ đợi xe chuyển bánh, lợi còn vừa vặn thì giờ đến từ biệt bà bô. Lên đến thang lầu, lợi dừng lại để thở, nghe tiếng cửa xịt mở, ánh vừa vàng đứng dậy, hai người lặng nhìn nhau, Đôi má của anh rực hồng lên như má một nàng trinh nữ. Nàng đứng nghiêng nghiêng người, vịn tay vào trước bàn tròn. Thưa bà, tôi đến chào ông bà. Nhà tôi đi vắng. Và như trong một giấc mơ, anh nghe thấy tiếng nói của nàng âm vang trong không gian. Nhà tôi đi vắng. Tôi muốn hôn bé Quỳnh một lần cuối cùng. Anh bước ra phía cửa, cất tiếng gọi con nhài. Khi bé Quỳnh bước vào phòng, lợi cúi xuống ôm nó vào lòng và hôn lên mái tóc mịn màng của đứa nhỏ. Vĩnh biệt em, em ở lại ngoan nhé. Ánh ra đứng bên cửa sổ, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời xám. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi đã có áo. Một phút im lặng trôi qua, hai người nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc ngoài trời và tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ đặt trên mặt lò sưởi. Lợi thở dài. Thôi, xin chào bà. Vâng, chúc ông được mọi sự may mắn. Nàng đưa tay cho chàng bắt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng rung chuyển trong bàn tay chàng như một con chim non. Như một sự rung động vô cùng của cảm giác, khi ánh chớp mắt ngừng nhìn lên, chàng trẻ tuổi đã không còn đứng trước mặt nàng nữa. Khi lợi ra đến chợ, chàng dừng lại sau một thân cột trắng quay nhìn căn nhà của ánh một lần cuối cùng. Căn nhà trắng nằm giữa một vườn cây xanh với bốn ô cửa sổ sơn màu lam nhạt. Sau khung cửa trên lầu, chàng thoáng trông như có bóng người, nhưng rồi tấm rèm che sau cửa vẫn im lìm như một bức tường. Lợi cắm đầu giả bước như người đi trốn một cái gì. Cả bài bà Văn Kình đứng chờ chàng bên chiếc xe ngựa, cả bài rưng rưng nước mắt. Chúc bạn thường lộ bình an. Này, áo dạ của bạn, lọ dầu bạc hà để sẵn đây. Bạn nên cẩn thận, nên giữ mình. Nhớ lời tôi dặn, đừng có chơi bởi thái quá. Chiếc xe khuất dần trên con đường đầu quận, cả bài chấp hai tay sau lưng, chậm chạp quay về. Mây xám ùn lên từ chân trời, trời đất âm mưu tối sầm lại. Một trận gió lớn thổi qua rồi những hạt mưa lộp bộp theo nhau rớt xuống. Mưa rơi rào rào trắng xóa trên những mái nhà xám, chừng nửa giờ sau mưa tạnh dần và sau cùng mặt trời lại tưng bừng lộ ra sau những làn mây trắng mỏng ánh mở cửa sổ nhìn ra vườn cây nàng nghĩ thầm chắc xe đã đi xa lắm rồi không hiểu vào giờ này chỗ xe chàng đang đi mưa hay là đang nắng tối hôm ấy như mọi khi cả bài sang chơi vào giữa bữa ăn tối đề tài nói chuyện chính của tối nay là vụ ra đi của thầy ký lợi ông bô lắc đầu tội nghiệp anh chàng về ba lê rồi hắn sống làm sao Liệu có sống nổi không chứ? Bà bô thở dài, ông cả bài tặc lưỡi. Ồ, rồi hắn ta sẽ quen đi chứ. Ông tính cuộc sống độc thân như hắn thiếu gì mục giải trí. Các giả hội hóa trang, khiêu vũ này, các buổi ăn nhậu với bạn hữu, tôi cam đoan là chỉ trong năm ngày hắn đã quên hết mọi người ở Bình Đô. Tôi chắc hắn không đến nỗi như thế đâu. Cả bài vội chữa lại. Vâng, đúng đấy ạ. Hắn ta không phải là người ham chơi bời, nhưng đôi khi hắn cũng bắt buộc phải vui với chúng bạn nếu hắn không muốn bị chế giễu là thầy tu ấy là chưa kể đến lối sống bừa bãi của mấy cậu ở khu Latin với các cô đảo hát hai nữa bọn sinh viên được trọng vọng ở ba lê lắm họ được giới thượng lưu quý phái đón tiếp niềm nở được nhiều bà nhiều cô có bà ở khu xanh germain mê như điếu đổ lắm cậu nhờ thế mà lấy được vợ giàu nhưng tôi sợ cho hắn là sợ rằng ở ba lê cả bài vội ngắt lời ông nói đúng lắm ba lê là một cái xã hội thu hẹp lại với đủ mọi hạng người nhất là bọn lưu manh bất lương của ba lê thì thôi thôi khỏi cần phải nói lúc nào người ta cũng phải đề phòng giữ chặt ví tiền bút máy sành ra một cái là biến ngày tôi còn trọ của ba lê có lần tôi bắt được một thằng ăn cắp diện còn bành hơn cả tôi nữa rồi cả bài ngồi ba hoa về những chuyện lừa đảo lừa gạt đều già ở ba lê cho đến lúc thằng chút trách đèn qua mời lão về pha gấp một ve thuốc chữa ghẻ ruồi cho khách lão gắt loạn lên ra cái điều bận rộn và bực tức lắm khi ra đến cửa lão còn nói với lại một câu cha quên mất ông bà đã biết sắp có chuyện gì lạ chưa gì vậy Lão cả bài những đôi lông mày trồi xể làm ra vẻ quan trọng. Tôi vừa nghe có tin đồn là rất có thể kỳ đại hội canh nông mục xúc miền Hậu Giang năm nay sẽ được tổ chức tại quân Bình Đô. Đại hội này tại quân Bình sẽ là một sự việc vô cùng quan trọng. Nhưng thôi, để mai có tin tức gì mới tôi sẽ lại xin báo để cho ông bà biết ngay. Thằng chút đâu, xoay đường mày. Ngày hôm sau, ngày lợi lên đường. Đối với ánh là một ngày dài rằng rạc trong sự buồn giàu ảo não nàng thấy như tất cả cảnh vật quang cảnh nàng đều bị bao trùm trong một bức màn thê lương ảm đạm và những nỗi u buồn theo nhau len lỏi vào tâm hồn nàng với những tiếng rên rỉ êm đềm như những tiếng gió heo may than thở trong những tòa lâu đài hoang vắng trong tiềm thức nàng hình ảnh của lợi trở nên lãng mạn hơn đáng yêu hơn mặc dầu chàng đã đi xa nhưng hình ảnh của chàng vẫn còn như vàng phất bên nàng dòng sông nhỏ vẫn lững lờ trôi giữa đôi bờ cỏ xanh Ven dòng sông ấy, chàng và nàng đã đi dạo bên nhau nhiều lần, giữa những tiếng dì dào nỉ non của hàng dương liễu và tiếng nước dốc rách trôi xuôi. Nhưng chàng đã đi rồi, chàng đã đem tình yêu đi rồi, và không có tình yêu, cảnh vật nào cũng như là cảnh vật chết. Rồi một nỗi tiếc hận mênh mang đến giày vò tâm hồn ánh. Tại sao? Tại sao trong những ngày tươi đẹp ấy nàng lại quá làm cao, quá lãnh đạm với chàng? Trước câu hỏi ấy, lòng tự ái của ánh được vút về, Nàng đã từ chối tình yêu để là một người vợ hiền, một người đàn bà đức hạnh như vậy có quyền được chi tiêu một vài thứ theo ý thích của mình. Nàng đến tiệm tạp hóa của lão Tấn Phát mua sắm lung tung. Nàng chặn may những chiếc áo bằng những loại hàng mới nhất, đắt tiền nhất. Mỗi ngày nàng xài hàng nửa tá cam tươi để đắp da mặt và đánh móng chân móng tay. Rồi nàng nảy ra ý định tự học tiếng Anh. Nàng gửi Tấn Phát mua về mấy cuốn từ điển dày cộp. Nàng xoay ra nghiên cứu những sách dạy về triết lý nhiều khi nửa đêm đang say ngủ, nghe tiếng vợ lịch kịch đốt đèn đọc sách trong phòng, tưởng có người đến mời đi thăm bệnh, ông đốc bồ hút hoảng tràng dậy tung mền. Tôi đi đây, chờ tôi một chút. Một buổi sáng, anh đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra phía chợ. Ở các tỉnh nhỏ, những khung cửa sổ nhiều khi được dùng để thay thế cho những hàng ghế lô ở dạp hát. Phiên chợ Bình Đô đang giữa giờ đông đảo nhất, anh bỗng thấy một chàng trẻ tuổi, dáng người rong ròng cao, bận chiếc áo dạ xám rất lịch sự, nét mặt có vẻ quý phái, đi từ chợ đến thẳng phía nhà nàng theo sau chàng là một anh nông dân thấy thằng chút đang đứng trước cửa trò chuyện với con nhài tưởng đó là người nhà của ông đốc bô chàng thanh niên nói chú nói dùng với ông đốc có thầy biểu quý ở ấp hồng hoa đến thăm ông hồng hoa là một thôn nấp nhỏ ở gần quận bình đô biểu quý vừa mua lại ấp đó để trồng trọt các thứ cây ăn quả và nuôi gia súc chàng ở ngay trong ấp chàng sống độc thân không vợ con và tỏ ra khá dư giả về tiền bạc xưng danh là chủ ấp hồng hoa không phải biểu quý khoe khoang chàng chỉ muốn cho thiên hạ biết chàng cũng là dân bình đô mà thôi ông đốc bô vội ra tiếp khách biểu quý đưa anh người nhà của chàng đến nhờ ông đốc mổ hộ cái nhỏ tờ tay bô dùng cồn rửa sạch mặt nhọt rồi nhờ thằng chút cầm hộ cái thao đồng hứng ở dưới tay chàng nhấn mạnh mũi dao trên làn da máu đỏ từng tia theo nhau vọt ra anh nhà quê trố mắt ra nhìn đang hung hăng tỏ vẻ không sợ gì hết anh vẫn tái mét mặt rồi ngất đi ông bô vội chặn miếng bông gòn lên mạch máu giữa lúc ấy chiếc thao đồng trong tay thằng chút cũng run bắn lên hai đầu gối anh chàng từ từ sụm xuống bô hoảng hốt kêu lên em em ơi xuống giúp anh với khổ quá cả hai người cùng hất một lượt ánh vội chạy xuống cầu thang Bờ quý đã đỡ lấy chiếc thao trong tay chút và xốc nách chút đặt ngồi yên trên chiếc ghế bành ánh cầm cái khăn tầm nước lạnh chấm lên hai bên thái dương chút Bờ quý đứng yên nhìn những ngón tay búp măng của nàng Đấy là lần đầu tiên chàng được gặp ánh và chàng chưa bao giờ ngờ rằng ở cái quận lị bình đô hẻo lánh này lại có một người đàn bà đẹp đến như nàng. Nghe tin anh cháu vừa bị ngất trong phòng bệnh của ông Đốc Bô, lão cả bài chạy đến cứu cấp. Lão chạy co giò văng cả giày ra ở giữa đường làm cho cả một dãy phố nháo lên tưởng như có trái bom sắp nổ trong nhà ông Đốc Bô. Hai kẻ ngất đi hồi tỉnh lại và tỏ ra khỏe mạnh như thường. Sau hồi xì và thằng chút về tội nhút nhát, lão cả bài tống anh cháu về nhà rồi chờ ra phòng khách uống với ông đốc bô và ông khách chú ấp hồng hoa một ly rượu cho lại sức. Trước sự điềm tĩnh của bà bô, cả bà trầm trồ khen ngợi. Bầu quý cũng tỏ vẻ thán phục. Bà nhà ta thật là giỏi, đúng là vợ một ông bác sĩ. Tôi đã thấy nhiều bà yếu bóng vía lắm. Có một bà bạn tôi chỉ trông thấy người ta cắt tiết gà mà cũng ngất đi. Lão cả bài tiếp, tôi thì trông thấy máu người khác đổ tôi rừng rưng như không. Còn như nghĩ đến máu của tôi đổ thì tôi ngán lắm, chịu không nổi. Bầu quý cáo từ ra về, Chàng đăm đăm nhìn bà bô trong lúc nàng khẽ nghiêng đầu đáp lễ. Khi nàng lên lầu, qua khung cửa sổ, nàng thấy bóng chàng thấp thoáng, ẩn hiện sau những hàng dương liễu ven bờ sông. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ. Nàng xinh thật, khá thật, không hiểu cha thầy thuốc nhà quê đó tìm đâu ra được nàng, mắt đen, răng trắng, đều, da như trứng gà bóc, ăn nói dịu dàng lịch sự, chẳng kém gì gái ba lê. Biểu quý đã 34 tuổi, vốn là một thanh niên nhà giàu, lại có học thức, và tỏ ra hơi sở khanh một chút chàng đã đụng chạm nhiều với đàn bà và tạm hiểu thế nào là tâm lý đàn bà trong lúc đó tâm trí chàng bị ám ảnh bởi hình bóng người thiếu phụ chàng vừa được gặp chàng nghĩ tới nàng và lang bang nghĩ đến chồng nàng chắc thằng cha ngu si đần độn lắm nàng hẳn phải là chán lắm hắn ta để dâu ba ngày không cạo móng tay thì đen sì mặt thì phị ra chồng con bẩn như thế thì em chịu thế nào được trong lúc hắn ta vất vả đi thăm bệnh thì em ở nhà chắc là ngồi buồn, mạng vớ vẩn lại mấy cái bít tất rách. Em muốn được ở tỉnh thành, được lên xe xuống ngựa, được đi xem hát luôn luôn. Thật tội nghiệp. Sau mỗi lần ái tình, chắc em lại nằm ngáp chán như một con cá chép nằm ngáp trên mặt thớt. Chắc em đọc nhiều tiểu thuyết tình, chỉ cần nói ba câu cho dịu dàng im tai là em chết mê chết mệt ngay. Rồi chẳng lập tức hoạch định một chương trình chinh phục, nhiều trở ngại hiện ra. Nhưng làm cách nào để gặp được nàng, mà gặp nhau ở đâu mới được chứ ở cái quận lỵ nhỏ bé này việc gì cũng bị coi là việc trọng đại cả thiên hạ nhàn rỗi công việc chỉ thích nhòm ngó vào chuyện người khác mất thì giờ lắm sở mang tiếng nhưng khi nghĩ tới ánh chàng lại thở dài chàng ngước mặt lên nhìn trời nhưng mà bỏ qua thì uổng biết là chừng nào đôi mắt nàng sao mà đẹp quá nàng nhìn như nhìn vào đến tận tâm hồn mình và làn da của nàng mới trắng làm sao mình vẫn thích những em da trắng khi về gần đến ấp hồng hoa ý của biểu quý đã quyết ta chỉ cần tìm cơ hội để gần nàng thôi ta sẽ gửi biếu họ quà cáp gà vịt hoa quả và nếu cần ta sẽ đến nhờ anh chàng trích dùng thuốc bổ thận hai nữa ngày đại hội canh nông sắp tới rồi thế nào nàng cũng tới dự hội đó là dịp để mình tấn công chắc chắn nhất rồi sau cùng ngày đại hội canh nông được chờ đợi nhiều ấy đã đến với dân bình đô người ta sửa soạn đại hội từ vài ba hôm trước cửa quận bình đô được treo đèn kết hoa và là một khán đài bằng gỗ khá lớn một tiểu đội lính vệ binh từ quận bình tây được gửi tới để tăng cường đội lính cứu hỏa của bình đô vì quận này không có lính nhà nước hai đội lính thi nhau biểu diễn đi lại rầm rập quanh chợ trong cánh đồng cỏ ven dòng sông người ta dựng một lều vải dùng làm chỗ đãi tiệc cho quan khách sau đại hội từ tàng sáng dân chúng khắp miền lũ lượt kéo tới bình đô từng đoàn xe ngựa xe bò đậu thật cả đường phố quanh chợ ai nấy đều tỏ vẻ hớn hở chỉ riêng có bà Ba Bụng, chủ quán sư tử vàng là buồn, vì ban tổ chức không dùng quán của bà làm nơi đãi tiệc, cũng không cần nhờ bà nấu nướng mà lại đi mượn một lỡ đầu bếp đến làm. Cho đó là một sự xì nhục đáng kể, bà Ba đứng dầu dĩ trước cửa quán, lầm bầm chỉ trích tất cả mọi người. Lão cả bài chợt đi qua, sáng nay lão diện một bộ đồ lớn hách nhất, trịnh trọng điểm thêm cái mũ giả đen và một cây ba tong tre cầm nơi tay. Kính chào bà Ba. Ông đi đâu thế ông cả? cả bài dừng lại lão tỏ vẻ ngạc nhiên tôi đi dự dạo hội thưa bà tôi có chân trong ủy ban cố vấn canh nông bà ba trề môi ông mà cũng đi họp à ông thì biết gì về canh nông cơ chứ chết chết bà lầm tôi là một bào chế sư tức là một nhà hóa học hóa học là một ngành không thể thiếu được trong địa hạt canh nông hai nữa xin giới thiệu với bà tôi lại là tác giả một cuốn sách sưu tầm hữu ích về canh nông nhan đề là quan điểm về mấy vấn đề phân bón do tôi xuất bản hồi tháng 4 năm ngoái, hiện có trưng bày tại Thư viện Quốc gia. Từ vấn đề phân bón, bà Ba Bùng và cả bài truyền qua vấn đề đãi tiệc quan khách một cách không xứng đáng trong gian lều bài, rồi đến chuyện Lão Tấn Phát đã đệ đơn kiện nợ nhà hàng cà phê Bình Đô, một quán ăn địch thủ trong quận của bà Ba Bùng. Nhà cà phê Bình Đô sắp phải treo bảng vỡ nợ và bị tịch biên đem ra bán đấu giá đúng như sự mong ước của bà Ba. Nhưng bà này vẫn không tiếc lời chỉ trích Lão Tấn Phát Bà cho lão này là vô nhân đạo, chủ nợ bóc lột. Bỗng bà chỉ tay, bảo cả bài. Kìa, ông, nhà tấn phát kia kìa. Hắn đang trả bà đốc bô ở phía đầu chợ. Mà bà đốc bô đi với ai thế nhỉ? Trông như ông biểu quý thì phải. Lão cả bài vội dào bước đến chào bà bô. Nhưng vừa lánh được lão tấn phát, biểu quý vội dắt bà bô rẽ vào một con đường nhỏ ra phía bờ sông để tránh gặp lão cả bài. Tới bờ sông, họ đứng lại, chàng quay nhìn về phía sau. Thế là thoát, Nàng mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ nắm lấy cánh tay của chàng. cử chỉ ấy làm cho biểu quý suy nghĩ. Chàng nước mắt quan sát diện mạo nàng, dưới chiếc mũ cói rộng vành, khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn dịu dàng, vẫn thản nhiên như không. Đôi mắt của nàng mở rộng nhìn ra dòng sông, làn mi dài như hơi rung động trong gió sớm. Dài lụa xanh buộc trên mũ nàng là lướt bay theo chiều dương liễu. Nàng khẽ nói, tại sao lại ra đây, chúng ta đi dự hội kia mà. Vì tôi muốn được một mình gật bà trong giây phút, đôi má ánh chật đỏ hồng lên hàm răng trắng ngà của nàng cắn nhẹ lên vành môi hồng như người giận dỗi một chuyện gì biểu quý không nói hết câu vừa bỏ dở chàng chuyển qua chuyện trời đất cỏ cây trong cỏ xanh vài bông đã nở chàng chỉ vào bông cúc bảo nàng đây là loài hoa của những người yêu nhau nếu tôi hái vài bông bà sẽ nghĩ sao tôi nghĩ rằng chắc ông đã yêu nàng cũng không nói hết lời chàng tiếp có lẽ có lẽ Giữa lúc đó biểu quý nhớ tới cô nhân tình mới nhất của chàng, đó là một cô đào hát ở Rowan. Mới yêu nhau có mấy tháng chàng đã chán ngán rồi, vì cô ả à phấn sáp quá, không được tươi trẻ như bà bô. Cô ả à lại có tật hay vòi vĩnh vàng bạc, hình ảnh của cô nhân tình ấy làm cho khuôn mặt của biểu quý có những nét âu sầu, chán nản, thật hợp với thời cảnh. Nhưng tôi chưa yêu ai bao giờ, và cũng chưa có ai thực tình yêu tôi cả. Trong cuộc đời tôi thiếu thốn nhiều thứ quá, nếu đời tôi có một mục đích, nếu tôi được gặp một người... Trời, tôi sẽ sống mạnh, sống hùng biết là chừng nào. Tôi có thể săn bằng tất cả mọi chướng ngại, vượt hết mọi trời lực, đập tan tất cả. Tôi tưởng ông không còn có điều gì đáng phàn nàn nữa. Ông đã tự do này, ông để giàu có. Tôi mà giàu à, xin bà đừng mỉa mai. Ánh bỗng giật này mình, từ phía chợ một loạt súng vừa nổ vang, báo hiệu ông tỉnh trường đến chủ tọa đại hội đã tới. Một chiếc xe song mã cổ điển dừng lại trước khán đài, trên xe bước xuống một vị công chức đã có tuổi chán hói dâu mép ngà màu hoa dâm mắt mang kính trắng ông quận trưởng mang dây lưng cờ tam tài vội ra cúi gập người xuống chào đón vị mới đến đó chỉ là một công chức đại diện cho ông tỉnh trưởng thiên hạ chào nhau rồi đưa nhau lên khán đài đám đông như một mặt sông sôi nổi lên trong vài phút rồi lại lặng yên trong lúc đó biểu quý đưa bà bô đi cửa sau vào nhà hội đồng quận họ lên trên lầu chàng đặt hai chiếc ghế bên cửa sổ ngồi đó và họ nhìn được hết cả khán đài Ông cố vấn đứng dậy bước lên diễn đàn. Đến lúc đó người ta đã biết tên ông ta là văn phẩm giữ chức cố vấn trong hội đồng tỉnh lị Roen. Sau khi rút trong túi ra mấy tờ giấy đưa lên mắt kính nhìn lại, ông bắt đầu đọc bản diễn văn khai mạc. Kính thưa quý vị, trước hết xin quý vị cho phép tôi được nói một đôi lời để ca ngợi những công cuộc đã thực hiện của chính phủ ta, cùng những công đức mà quốc vương đã ban ơn mưa móc cho tất cả mọi ngành. Trong lúc ngài lãnh đạo con thuyền quốc gia vượt biển gian nguy tới bến Vinh Quang, Ngài là người đã biết tôn trọng chiến tranh và hòa bình ngang nhau, đã hiểu rõ sự quan trọng của ngành canh nông trong xã hội ta. Ở trên lầu, bưu quý bỗng nói, có lẽ ta nên ngồi lùi lại một chút nữa thì hơn. Tại sao vậy? Tôi sợ ở dưới kia người ta trông thấy tôi, rồi bà lại mang tiếng. Tôi bị người ta để ý nhiều lắm rồi. Ông cứ nói thế chứ. Không, thật đấy bà, người ta coi tôi là một ngã nguy hiểm lắm. Giữa lúc ấy, giọng ông cố vấn vẫn hùng hồn vang lên. Có lẽ người ta đã hiểu lầm tôi rồi bửu quý chậm rãi nói tiếp vì người ta không hiểu rằng có những tâm hồn đau khổ bơ bơ lạc lõng trong cuộc đời những tâm hồn ấy cần tìm những thú vui kỳ lạ những cảm giác hiếm có trước mắt những kẻ sống tầm thường những con người lạc lõng ấy trở thành lạ đời hoặc bị coi là nguy hiểm nàng nhìn chàng như nhìn một viễn khách đã đi qua hàng trăm núi đồi xa lạ và nàng tiếp lời chàng như một lời than thở chúng tôi là đàn bà chúng tôi còn không có cả quyền tự do để sống tự do mà làm gì thưa bà nếu được tự do mà người ta vẫn không tìm được hạnh phúc hạnh phúc có thể nào tìm thấy được không người ta không thể đi tìm được hạnh phúc nhưng có thể người ta sẽ gặp hạnh phúc hạnh phúc đến một cách bất ngờ giữa lúc người ta thất vọng nhất đến lúc đó những chân trời hoan lạc sẽ nở hoa vàng một giọng nói thần tiên sẽ cho ta biết đây là người ta yêu đây là tình yêu người ta nhìn nhau và thông cảm nhau trong khóe mắt trong những giây phút tình cảm rung động nhất của tâm hồn tình yêu hiện trước mặt người ta dung dinh như một ánh lửa dễ dàng tan biến vô cùng và trước tình yêu người ta sững sờ như một kẻ suốt đời ở trong hầm tối bỗng nhiên được nhìn ánh sáng của thiên nàng. nói đến đây biểu quý đưa hai tay lên che mắt y như người bị chóng mặt rồi lúc buông tay xuống nàng đặt tay lên tay ánh nàng nhẹ nhàng rụt tay lại trong lúc đó trên diễn đàn ông quận trưởng bình đô đã lên tiếp lời ông cố vấn Bài diễn văn của ông quận trưởng ít danh từ huê mỹ hơn, nhưng kể lệ dông dài về sự tích của những ngành canh nông trong lịch sử và sự tiến triển của canh nông, từ ngày loài người còn ăn lông ở lỗ đến nay. Bưu quý và bà bô bắt đầu nói về những chuyện tiền định, những mối tình bắt nguồn từ kiếp trước. Chàng lại cầm lấy tay nàng, nàng không rút tay lại nữa. Trong lúc đó thì giọng nói của ông quận trưởng vang lên trong không gian. Giả nhất cuộc thi hạt giống tốt về tay ông Tư Bột ở canh Rampoa. Như hồi nãy khi tôi đến nhà bà, tôi đâu có biết rằng tôi sẽ có cái diễm phúc được ngồi một mình với bà đây trong giờ phút này. Tôi sẽ mang trong lòng tôi mãi hình ảnh của bà. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười dịu hiền một chiều nào đã nở trên làn môi hồng mịn của bà. Nhưng bà thì sẽ quên tôi. Tôi đi qua đời bà lặng lẽ như một cái bóng. Cuộc thi về lợn giống, hai giải nhất đồng hạng tôi về các ông Văn Thử và Văn Lăng. Nhưng không, nhưng không tôi sẽ không đến nỗi nào bị bà lãng quên chóng như vậy chứ chàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng và cảm thấy bàn tay nàng rung động như một con chim nhỏ đang vùng vẫy muốn bay đi không hiểu rằng nàng muốn rút tay ra hay nàng cũng nắm tay lại chỉ biết những ngón tay nhỏ ấy đã là một cử động chàng kêu lên ô cảm ơn bà bà đã không xua đuổi tôi bà đã thấy rõ mối tình u uẩn của tôi xin cho tôi được gần bà cho tôi được chim ngưỡng bà là đủ Bùi Quý không nói nữa, hai người nhìn nhau, đôi mắt của họ như lạc tinh thần, hai làn môi cùng rung động, những ngón tay nắm chặt lấy nhau. Bà Nguyễn Thị Lành ở kẻ sạt làm công 54 năm trong một trại chăn nuôi, được thưởng một cái huy chương bạc giá 250 đồng. Đến lúc đó, người ta thấy xuất hiện trên bục gỗ một bà già bé nhỏ, dáng điệu sợ sệt. Trông càng có vẻ rúm gió, lại trong bộ y phục nghèo nàn. Khuôn mặt của bà ta còn nhiều nếp nhăn hơn cả một củ khoai tây héo úa. Đây là lần đầu bà ta phải đứng giữa một đám đông quan trọng đến như thế này. Bà ta không hiểu tại sao thiên hạ lại xô đẩy bà ta bước lên bục gỗ. Và tại sao các vị có chức việc bận y phục đen, đội mũ cao lại cứ nhìn bà mà cười rồi. Ông cố vấn văn phẩm ngọt ngào bà bà. Mời bà lại đây, bà Nguyễn Thị Lành. Nhưng bà Lành vẫn đứng đực ra một chỗ. Ông quận trưởng Văn Thình đứng bật dậy nói như hét vào tai bà. Bà có điếc không? Năm năm làm việc gương mẫu được thưởng một cái huy chương bạc, giá 250 đồng. Đây, huy chương của bà đây. Khi được cầm chiếc mề đây, khuôn mặt dân dúng của bà lành nở một nụ cười sung sướng. Người ta nghe thấy bà vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Tôi sẽ đưa biếu ông cha ở trong làng, để ông cầu nguyện cho tôi. Nghe được câu đó ông cả bài nhún vai bảo ông Văn Kỳnh. Bà già này thật là cuồng tín. Cuộc pháp phần thường đã chấm dứt, Biểu quý đưa bà bô về nhà, còn chàng một mình đi thơ thẩn ven bờ sông chờ đến giờ dự tiệc. Bữa tiệc biểu diễn một cuộc ăn uống túi bụi trong dân lều vải, người ta chen vai thích cánh nhau trên những chiếc bàn dài. Vài chiếc ghế yếu quá chịu không nổi sức nặng của các vị thực khách thi nhau ụp xuống. Biểu quý ngồi lặng yên trong một góc. Bên chàng người ta cười nói ầm ầm, nhưng chàng không nghe, không thấy gì cả. Bên tai chàng còn văng vẳng giọng nói êm đềm của nàng. Trước mắt chàng còn phảng phất nét mặt kiều diễm của nàng. Bữa tối hôm ấy trong lúc sắp đốt cây pháo bông chàng gặp lại nàng nhưng lần này nàng đi với chồng nàng vợ chồng nàng đứng với gia đình cả bài nhà dược sư thích quan trọng hóa vấn đề nên tỏ vẻ lo sợ một cách rất khoa học về những sự nguy hiểm có thể do pháo bông gây ra nên thỉnh thoảng ông ta lại vù đi tìm ông văn thập tức là ông con trai ông quận trưởng văn thình người có trọng trách chỉ huy đội cứu hỏa bình đô để dặn dò so mọi việc đề phòng cây pháo bông do ông quận trưởng đi mua về được ông ta cất quá kỹ tận dưới hầm rượu cho nên bị ẩm đốt tịt cả chỉ lâu lâu người ta mới thấy một nụ cà nụ cải lóe sáng trên nền trời đám dân đứng xem cũng há hốc mồm reo lên những tiếng khoái lạc chung trong đó có lẫn cả tiếng kêu của những người đàn bà bị cù buồn trong bóng tối ánh đứng nép vào chồng ánh sáng tắt dần vài giọt mưa lất phất rơi người ta tàn mát ra về một lần nữa lão cả bài lại chạy đến níu áo ông văn thập nếu không có gì trở ngại tôi đề nghị trung úy nên cho vài người đi một vòng ông này đang mệt đang muốn về nhà đi ngủ bèn gắt ông vỡ vẩn lắm tôi đã bảo không có chuyện gì xảy ra hết mà lịnh lão cả bài trở lại nói với bố. ông cứ hiên trí trung úy thầm đã cam đoan với tôi là mọi việc đều yên ổn cả người ta đã đề phòng sẵn cả rồi thôi chúng ta về đi ngủ Bà cả bài ngáp dài vâng tôi buồn ngủ quá đi mất nhưng cả ngày hôm nay thật là vui vẻ quá người ta bèn chào nhau và ra về Hai ngày hôm sau, trong tờ Ngọn Cờ Roen, người ta được đọc một bài tường thuật khá dài về ngày đại hội canh nông ở Bình Đô. Bài tường thuật do thông tin viên cả bài viết người đăng trong một phút hứng bút ngay ngày hôm sau. Trong bài tường thuật, lão tả đến những cảnh biển người cuộn sóng, giường cờ bay phấp phới, những bộ mặt hân hoan, biểu lộ những niềm tin tưởng vô bờ bến. Trong hàng quan khách, lão nhắc khéo đến sự hiện diện của ông Trịnh Văn Bài, bào chế sư, tác giả cuốn khảo luận, quan điểm về mấy vấn đề phân bón, vân vân hai tuần lễ sau ngày đại hội biểu quý mới trở lại gặp ánh khi gặp nhau thấy mặt nàng tái đi biểu quý biết rằng mình đã tính đúng một nước tờ đó là sự kéo dài thời gian cho nàng phải chờ đợi phải thắc mắc nàng ngồi một mình trong phòng nắng chiều tắt dần bên những rèm cửa sổ sự xúc động làm cho ánh trở thành ít nói thưa bà trong hai tuần qua tôi không đến thăm ông bà được vì bận nhiều việc quá hai nữa tôi lại đau nàng kêu lên có nặng lắm không biểu quý ngồi xuống gần nàng không Tôi không muốn nói dối nữa, nếu tôi không trở lại là vì tôi không muốn gặp bà. Sao vậy? Bà không đoán được lý do vì sao? Chàng nhìn nàng bằng một đôi mắt chan chứa yêu đương, nàng đỏ mặt cúi đầu, chàng khẽ nói. Ánh, thưa ông, đấy bà thấy không, sau một phút lặng yên, chàng buồn rầu nói tiếp. Nếu không trở lại, không phải là tôi không có lý, bởi vì cái tên người, cái tên người đã làm tâm hồn tôi tràn ngập yêu đương ấy, tôi không được quyền nói ra. Người ta không cho tôi được phép nhắc đến bà bô tôi chỉ được quyền gọi bà là bà bô như tất cả mọi người nhưng đó có phải là tên bà đâu đó là tên người khác chàng ôm đầu nhắc lại tên người khác và một lúc lâu sau chàng mới lặng lẽ tiếp như người vừa tìm được một quyết định quan trọng vâng tôi nghĩ đến đánh nhiều quá đêm nào cũng nghĩ đến hình ảnh của ánh mơ hồ ẩn hiện trước mắt tôi nhưng tôi biết rằng mối tình của tôi đã sớm trở thành vô vọng ngay từ phút ban đầu Tôi đã muốn ra đi. Đi thật xa, đi để trốn hình ảnh của anh. Để anh không bao giờ còn thấy tôi. Còn phải nghe ai nhắc đến tôi nữa. Nhưng vậy mà không hiểu sao, tôi lại trở lại đây. Có một sức mạnh gì thiêng liêng đã bắt tôi phải trở lại tìm ánh. À, tôi hiểu rồi. Người ta làm sao cưỡng lại được số mệnh. Nếu phải khổ đau để được gần ánh, tôi xin chịu khổ đau. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được nghe những lời nói ngọt ngào êm tai đến như thế. Lòng tự ái của nàng nở ra như một bông hoa hướng dương trước ánh nắng mặt trời. Bên tai nàng, lời nói của biểu quý vẫn êm đềm vang lên như trong một giấc mơ. Tuy rằng tôi không dám trở lại thăm ánh, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn luôn ở bên ánh. Đêm đêm tôi vẫn lẻn đến đứng dưới kia như một tên ăn trộm để nhìn vào nhà ánh. Tôi vẫn thấy khung cửa sổ phòng ánh sáng lấp lánh trong ánh trăng, thấy những cảnh hoa lá trong vườn nhà rung rinh lay động trong gió đêm. Và đôi khi thấy bóng một người đàn bà một người đàn bà tôi yêu hiện ra như một vị nữ thần bên cửa sổ. Nhưng lúc ấy, có lẽ không bao giờ, chẳng có bao giờ, ánh lại ngờ rằng có một kẻ đau khổ đang đứng chiêm ngưỡng mình trong bóng tối. Vừa nói biểu quý vừa cầm lấy tay ánh, chàng xích chặt tay nàng, giữa lúc ấy bên ngoài có tiếng chân nai lên cầu thang, họ vội ngồi xa nhau ra, cánh cửa xịt mở, bô bước vào phòng, biểu quý đứng dậy. Kính chào bác sĩ, được một người lịch sự trí thức như biểu quý kêu là bác sĩ, bồ có vẻ hài lòng lắm. Chàng ấp ống nói vài lời văn hoa để ca tụng lại. Biểu quý xoay câu chuyện. À, bà bác sĩ, theo ý tôi, có lẽ hồi này không được mạnh. Đó là một vấn đề đang làm cho ông đốc bồ bối rối. Biểu quý liền đề nghị nên để cho bà đốc tập đi ngựa. Môn thể thao quý phái ấy có thể làm cho bà khỏe lại được. Bồ sốt sáng kêu lên. Hay lắm, nên lắm, ý kiến đó thật là hay, em cần phải đi ngựa mới được thấy ông bà bô không có ngựa thầy biểu quý xin được phép cho mượn một con ngựa giống rất hiền nhưng bà bô từ chối ngay sau khi ông khách về rồi bô hỏi vợ sao em không chịu mượn ngựa của hắn ta hắn ta có phải thành thật lịch sự đấy chứ với một vẻ hờn dỗi đáng yêu ánh viện ra hàng trăm lý do để từ chối nhưng bô không thấy một lý do nào đáng kể cả sau cùng nàng cho rằng việc ấy nó kỳ kỳ làm sao ấy bô gạt đi ồ ăn thua gì miễn là em khỏe mạnh thì thôi chứ em lầm lắm nhưng làm sao mà em đi ngờ được cơ chứ? Em có bộ y phục Amazon nào đâu? Em cần phải may một bộ. Bộ y phục kỳ nữ mãi mà làm cho anh phải nhận lời. Khi mọi chuyện sửa soạn đã xong, và một buổi sáng tươi mát, thầy biểu quý đem hai con ngựa đẹp nhất chuồng đến đón bà Bô đi chơi. Thằng chút bỏ cả công việc chạy ra coi, cả bài cũng đến dặn dò. Ông cẩn thận đấy nhé, tai nạn xảy ra dễ lắm đấy. Vừa ra khỏi tỉnh, khi cảm thấy nền đất lạnh trải dưới vó, con ngựa của ánh phi nước kiệu biểu quý giật cương cho ngựa chạy lên ngang hàng. Lúc đó thời tiết vào khoảng cuối mùa thu, một màn sương mờ răng trên những hàng cây trụi lá bên đường. Hai người thúc ngựa tiến vào rừng, họ lên một ngọn đồi khá cao. Qua một khoảng trống, ánh rừng ngựa lại quay nhìn về phía bình đô, quận lị nhỏ bé nằm xa tít dưới kia. Chàng đỡ nàng xuống ngựa, hai con ngựa được buộc vào một gốc cây. Chàng đưa nàng đến ngồi trên một khúc cây gần đó và bắt đầu kể lể nỗi niềm tâm sự của chàng với một giọng buồn rầu đến gần như ảo não. Nhưng khi đến gần chàng hỏi, tại sao, tại sao cuộc đời của chúng ta lại không đi chung một dòng, tại sao chúng ta không yêu nhau được? Nàng đứng dậy bỏ đi, chàng nắm tay nàng kéo lại, nhìn nét mặt chàng lúc ấy, nàng hoảng hốt kêu lên, ông, ông làm chi vậy, ông, ông buông tôi ra. Trong giây phút, biểu quý thay đổi hẳn nét mặt, chàng bình tĩnh dịu dàng trở lại, hơi có vẻ ngượng nghịu và kính trọng nàng hơn nữa. Nàng yên tâm vịn tay chàng đi trở lại phía buộc ngựa, chàng khẽ nói, với tôi, xin bà đừng sợ gì cả. Trong tâm hồn tôi, bà là một vị nữ thần, một nữ thần trinh bạch. Nhưng tôi cần được gần bà để sống. Tôi cần được nhìn đôi mắt, được nghe tiếng cười, giọng nói của bà. Nếu không thể có được tình yêu, xin bà cho tôi một tình bạn. Chàng quàng tay ngang lưng nàng, đỡ nàng đi. Có tiếng ngựa hí vang sau dạng cây. Chàng dìu nàng qua lối khác. Xin đừng về vội, hãy ở lại cùng tôi giây phút nữa. Họ đi về phía dòng suối nhỏ. Gần đây là mặt hồ nước trắng nằm yên dưới những lá sen tàn. Các nhái nhảy lao sao giữa những thân cậy khẳng khiu, nàng rên rỉ, tôi lầm rồi, lẽ ra tôi không được theo ông đến đây. Tại sao hả ánh? Tại sao? Nàng thốt ra một tiếng thở dài như một người đau khổ nhất đời rồi úp mặt vào hai bàn tay. Nàng ngả người vào tay chàng. Mặt trời lên cao dần qua những vòm cây lá. Những tia nắng chói chiếu xuống thảm cỏ xanh, lung linh nhảy múa theo nhịp lá rung rinh trong gió. Một vẻ yên lặng vô biên tràn ngập khu rừng vắng, Nàng về đến nhà vào khoảng 1 giờ trưa. Bồ vẫn ngồi bên bàn ăn chờ vợ về ăn cùng. Chàng thấy nàng có vẻ khá, sắc diện hồng hào. Chàng hỏi nàng về những chi tiết của cuộc đi chơi, nhưng nàng có vẻ lơ đãng ít nói. Sau bữa ăn, nàng lên thẳng trên phòng ngủ, đóng cửa lại nằm nghỉ. Yên chí là vợ mệt vì cuộc đi ngựa bổ ích vừa rồi, bồ vui vẻ đi thăm con bệnh. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, ánh cảm thấy ngây ngất như người đang trong cơn chóng mặt. Nàng nằm út mặt lên trước gối theo mơ màng nhớ lại tiếng nói êm đềm của người ấy với vòng tay siết chặt của chàng và bóng cây tiếng lá reo xào xạc trong khu rừng vắng nàng nhìn vào trong gương và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt nàng Xong lại to đen và huyền bí đến như thế có một cái gì ghê gớm đã đến làm dung chuyển thân hình nàng và làm thay đổi cả nét mặt của nàng ngày hôm sau là một ngày hoàn toàn thơ mộng và êm đềm đối với ánh họ gặp lại nhau và cùng nhau thề thốt nặng lời nàng kể cho chàng nghe những nỗi bồn khổ của nàng chàng an ủi nàng bằng những chiếc hôn sai đắm họ nhìn sâu vào mắt nhau khẽ gọi tên nhau để nhắc đi nhắc lại cả trăm lần rằng họ yêu thương nhau nơi họ tình tự cũng là một chỗ kín đáo khuất vắng ở ven rừng chỗ ấy gần bờ suối nhỏ có một bức tường đất thấp che sau lưng họ trên đầu họ là một vòng cây xanh dưới chân họ là một lớp lá khô dày êm như trải đệm bắt đầu từ đó mỗi tối họ viết cho nhau một lá thư anh đem thư ra giấu ở một kẽ gạch ven bức tường trước vườn nhà nàng bầu quý đến lấy thư đi và để lại bức thư của chàng vào đấy một buổi sáng kia nhân dịp ông Đốc Bô phải đi thăm bệnh từ 4 giờ sáng. Ánh dậy sớm và lúc trời mới ứng bình minh, nàng bỗng nảy ra ý muốn đến trại hồng hoa để gặp tình nhân ngay lúc ấy. Ý muốn lạ thường ấy làm cho nàng như điên lên. Choàng một chiếc khăn san lên mái tóc, nàng mở cửa lèn xuống đường như một tên ăn trộm. Chỉ vài phút sau, nàng đã cắm đầu giả bước trên con đường cỏ còn lóng lánh những hạt sương mai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm phóng tác người vợ ngoại tình của tác giả Hoàng Hải Thủy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện phóng tác này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.